yo tampoco. Hồi trên nãy chị Hoài vô có một khách nó vô nữa đó mà. Đây mà dùng app mà giống giống nhau nó thâu luôn đó. Bà khách hồi sáng vô quá chị ơi. Ừ. Người quét nhà đi xuống mà bà kêu làm tới đây là phải bịt khẩu trang nhé. Người kêu em nói đi tìm nhau xuống. Ừ. Rồi kêu ly gãy cho bà. Gãy cho mặt cho bà. Cái gì bà ngứa lên mặt á. Rồi giờ đồng tay lên ra nhớ. Rồi kêu ly gãy. Nãy mới nói miệng nó nói cho thằng cu chịu đau á. Ừ. Má đầm kỳ như bên nhớ nhớm đường bên. Lần như mình mạnh mẽ lắm nha. Mình nói cho ngái mà hắn kìa kìa. Cười tao xấu cười nhất cái khúc ông. Lộn đi chị. Tâm đi. Buồn buồn bà ít nữa. Ừ. Bỏ ra đĩa bị pha không. Có khi bà em gọi vô là bà ngứa bà gửi chị không nổi. Ừ. Ở đâu với mẹ có người đâu. Chị ạ. Bệnh hầu đi ná đó cho mình nói để họ ta mua cho rồi nói là ba lại mình nói tiếp. Đoàn là bị bà năm đó đó mà bị nói cưng cưng qua và thấy là nó. Giờ ba nhám mát rồi đó. Ừ. Ôi, nó có nhìn thấy đã rồi mẹ ơi. Ừ. Bác sĩ con có bị mụn quá không dám dẫn đi nào mụn lắm đó nè. Hết dịch rồi cứ dẫn đi đó. Mua kem gì cho nó xoa nè. Sang qua thì con đi.
6 giờ mới đỡ tanh gì.
Có chị một đời với chị đi.